Chào mừng các bác đến với kênh review của BKBuy. Sau đây em giới thiệu về mẫu xe đạp California mã là 260cc. Mã này có một đặc điểm là phối rất là nhiều màu và rất là nhiều màu đẹp. Thứ hai, nó là size XS, vành 26, dành cho từ 1m43 đến tầm 1m7 đi vừa. Đặc biệt là học sinh cấp 2 mua xe này thì rất lâu mới phải đổi xe, hoặc là chị em phụ nữ tầm 1m5, 1m6 thì đi cực kỳ đẹp, vì rất là nhiều màu đẹp và size nó vừa, đi xa không bị mỏi. Con này trong tầm giá là 3-4 triệu, cho nên là cấu hình rất là tốt nhá. Tay đề thì lắp Shimano F41 của Nhật, 7321 cấp độ. Nói chung loại đề này thì dùng ổn, bền, không hỏng được. Nó cũng tương đối nhẹ nhá, còn chưa nhẹ lắm đâu, nhưng mà tương đối nhẹ vì tầm giá này nó quá là ngon rồi. Gạt trước gạt sau cũng là Shimano Tourney của Nhật, lắp đồng bộ luôn. Cái hãng này nó mới vào, nó vào được khoảng tầm 4-5 năm vào Việt Nam rồi. Và nó cạnh tranh rất là mạnh luôn, nó cấu hình cực kỳ ngon, màu sắc thì đẹp. Con này là khung nhôm nhá, dây âm sườn rất là gọn gàng. Nước sơn thì sơn tĩnh điện, cực kỳ mịn, đẹp. Phối rất là nhiều màu đẹp. Các bác kết bạn Zalo em gửi hết bảng màu nhá. Đùi là đùi đĩa nhôm ProWell, ổ trục cốt vuông bạc đạn, cực kỳ trớn và bền. Cọc in là cọc in nhôm đúc. Đấy. Không phải vặn ốc đâu, là vặn ốc lục ở phía dưới, mà không phải vặn ốc ngang thì trông nó sẽ đẹp và nó liền mạch hơn. Và chốt cọc in nó cũng nhẹ nhàng, kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng. Lốp là lốp Kenda 26x1.95, lốp này rất là bền. Nếu mà dùng nhu cầu đi nhiều tầm 3-4 năm thì nó nói chung là nó vẫn là dùng tốt, còn có thể dùng đến 4-5 năm cơ. Tức là củ phanh tông ly tiêu chuẩn thôi. Đây, phía trước cũng thế, phía trước là đây là trục chốt mở khóa nhanh này. Đấy, vành này vành nhôm hai lớp, lốp cũng tương tự nhau. Cục là cục có khóa hành trình nhá. Đấy, tầm này tiền mà có lắp khóa hành trình và có điều chỉnh được độ cứng của lò xo cũng rất là ngon rồi. Tầm dưới 4 triệu. Phân khúc này thì nó cạnh tranh trực tiếp với thằng Galaxy luôn. Những thằng này là những thằng hãng và cấu hình ngon và giá mềm. Đấy. Đây là em quay chi tiết thêm này về cái tay đề của nó này. Nó sẽ có mã là F41 nhá. Nó dập nổi, tức là hàng Shimano Nhật xịn ấy, thì nó sẽ dập nổi chữ thương hiệu. Các cái thương hiệu lớn như kiểu thằng California này hay Galaxy Trinic ấy, thì là nó chuyên lắp của Shimano thôi. Và một ít thì nó lắp của L2, còn nó rất là ít khi, gần như là không bao giờ lắp của Siemens, bởi vì Siemens nó sẽ kém hơn. Con này cũng lắp lip ATA rất là ngon. Đây, đùi đĩa bên này cũng thế, dày dặn, cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì tại cửa hàng đã có 5 màu đầy đủ và giá bán là 3.750.000 nhá, thằng chắn mùn giá đỡ bình nhất và phá số. Bên em thì bảo hành khung 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê-đan thôi. Còn các lỗi chỉnh sửa vặt vặt thì không bao giờ lấy tiền cả. Nói chung là cứ qua em sửa giờ hành chính thôi. Đấy, các bác có nhu cầu mua buôn thì vui lòng inbox cho em nhé. Mã này bên em bán tốt buôn rất là nhiều. Các anh em ở Sài Gòn hay là trong miền Trung cũng lấy rất là nhiều nhé. Còn mua lẻ thì thực sự là đặt trực tiếp ở đây, giá em để lúc nào cũng cạnh tranh so với thị trường. Vì là em bán tại nhà, không cửa hàng, không nhân viên. Nói chung là nhập trực tiếp tự lắp thôi. Thành ra là giá cả rất là cạnh tranh. Bên em thì rất là nhiều mã nữa đấy. Kali cũng khá là đầy đủ. Ngoài ra có Galaxy, Trinic, Gian, một số mã Twitter. Rồi, cảm ơn các bác đã xem hết video nhé. Chào các bác.